Tàu SE1 chạy hướng Bắc Nam khoảng 11 giờ ngày hôm nay vừa ra khỏi ga Huế thì bị chật bánh. Hai toa số 56 bị lật nghiêng góc 30 độ so với đường ray và bị hư hỏng nặng. Đoạn đường sắt có tàu bị lật giao nhau với đường Điện Biên Phủ nên đã gây ách tắc giao thông và tầng đường sắt đoạn qua khu vực này bị hư hỏng nhiều chỗ. Ngay sau tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phối hợp với công an thành phố Huế phân luồng giao thông để giải phóng ách tắc. Sau gần 2 tiếng, các lực lượng chức năng đã giải phóng hai toa xe bị nghiêng ra khỏi mặt đường Điện Biên Phủ. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có báo cáo ghi nhận thương vong. Các tổ nghiệp vụ của ngành đường sắt đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý thông tuyến đường sắt bảo đảm an toàn tàu chạy.